Di động Nhật Nam xin chào bạn nha. Chúc các bạn một ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe, niềm vui cũng như là thành công trong công việc. Hôm nay thì thứ hai đầu tuần rồi. Chắc các bạn cũng đã phải bắt tay vào công việc và khởi đầu cho một tuần mới rồi ha. Thì hôm nay Nhật Nam cũng về được hai cái thùng hàng đây để phục vụ cho các bạn. Thì các bạn cũng thấy đây, các đối thủ của chúng ta, các đối tác của chúng ta ngày càng sừng sộ hơn. Hôm nay này đóng hàng bằng cái hộp gỗ đấy thế này. Chính vì lẽ đó mà Nhật Nam đã đoán ra được cái tình hình này từ ngày hôm qua. Ngày chủ nhật đã phải cất công lên kiểu đi tìm sư phụ ở trên trên núi Võ Đang đây này để mượn về một cái con đồ long đao đây. Các bạn thấy chưa đấy, mày thùng gỗ với tao đấy, mình đã mượn của sư phụ Kim Mao sư vương Tạ Tốn đấy, còn mình thì là chuyên gia selfie Tạ Tuấn thôi đấy, chứ không có Tạ Tốn Tạ Tiếc gì hết nhá. Đấy mình chỉ là chuyên gia selfie thôi đấy, nhưng mà mình đã mượn con dao này của sư phụ để hôm nay bổ hàng. Nhưng trước khi mà mình bổ cái thùng hàng này của một cái đối tác sừng sộ sừng sỏ gì đây không biết đây, thì mình sẽ tạm thời là giới thiệu đến các bạn một ít cái sản phẩm đang còn ế chổng gọng ở đây nhá. Đấy, ế mà vẫn cứ nhập trời máu thật đấy. Thì đây, quay sang đây một tí để gần các bạn nhìn cái sản phẩm cho nó dễ đấy. Rất là nhiều đang kiểu còn ở đây này, nhưng mà toàn là hàng đẹp chính hãng, và sẽ giới thiệu và báo giá cho các bạn sơ sơ qua rồi trước khi mình mới khui hai cái thùng kia nhá. Đấy, đây là con Z7 và Rim, hàng máy zin chính hãng, 2 sim RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, có một máy duy nhất màu xanh lơ, giá bán hôm nay 2 triệu. Các bạn cũng thấy ngoại hình đẹp 99% đây, ok ha, không cấn móp chảy xước gì nặng ha, đẹp chuẩn đấy, ok đấy, 2 triệu các bạn nhé. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây là một con Oppo A3s RAM 3GB. Đấy, RAM 3GB. Oppo A3s RAM 3GB, con này bán cho các bạn giá 2 triệu 3 các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB đấy. Màn hình tai thỏ 6 in 2. Đấy, pin 4000 mấy luôn, quá là trâu bò. Đấy, máy thì ngoại hình 99%. Đấy, có bong xi nhẹ ở cái chỗ viền camera các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo đây là con A5s màu đen duy nhất đang còn tại shop. Đấy, ngoại hình đẹp keng như mới, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, pin 4230 mAh. Đấy, màn hình giọt nước 6 in 4, ok BD luôn đấy, rất là đẹp. Giá bán 2 triệu rưỡi, nhanh gọn lẹ để còn sử dụng con đồ long đao để khui cái hai cái thùng hàng kia. Đây, Oppo F5 màu gold, giá 2 triệu 3, giá cập nhật mới nhất tháng 2 2020. Đấy, các bạn thấy đấy, Nhật Nam luôn luôn mang đến những sản phẩm chính hãng và chế độ bảo hành 1 đổi 1, 3 tháng đến với các bạn. Khi bán thì tặng kèm đầy đủ phụ kiện như là sạc tai nghe, cường lực và ốp dẻo nếu có. Giải thích cho vấn đề ốp dẻo nếu có là tại vì bây giờ nhiều những cái sản phẩm sẽ không có ốp dẻo thì sẽ không tặng các bạn nhá. Rồi, F5 đây thì còn hai màu, một màu gold đấy và đây là một màu xanh, đồng giá 2 triệu 3 các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy này, xem và view và báo giá như thế này là quá chuẩn ha. Con F5 này chắc hẳn các bạn thắc mắc cấu hình là bao nhiêu đúng không? Vâng, RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, khá là ổn rồi. Đấy, Oppo thì pin thì khỏi chê, châu. Đấy, rồi, sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu đến các bạn đây là con Samsung Z7 Pro màu xanh đen, máy zin chính hãng, còn đẹp 99%, ok, tặng đầy đủ phụ kiện bao gồm sạc tai nghe dán cường lực, ốp dẻo nếu có, bảo hành 1 đổi 1, 3 tháng tại shop Nhật Nam. Chỉ có thể là Nhật Nam là bảo hành 1 đổi 1, 3 tháng các bạn nhé. Đấy, Thế Giới Di Động đôi khi chỉ, Thế Giới Di Động là máy mới luôn đấy nhá, mà bảo hành có 1 đổi 1, có 1 tháng rồi đó, các bạn lưu ý đó. Đấy, và Z7 Pro còn duy nhất một máy màu xanh đen ở đây. Máy đẹp 99%, zin chuẩn 2 sim. Đấy, giá bán 2 triệu 6. Tiếp theo đây là hai con sản phẩm Z6 cộng hay còn gọi là Z6 Plus. Có cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, máy đẹp leng keng xà beng, một máy màu đen và một máy màu xanh lơ. Đấy, tuy nhiên máy cũ thì cũng có những vết xước lông mèo nhẹ, các bạn lưu ý nhá. Khi bán thì tặng đầy đủ phụ kiện bảo hành 1 đổi 1, 3 tháng tại Nhật Nam. Và Z6 cộng này còn hai màu ở đây, giá bán ngày hôm nay sẽ có giá là 2 triệu 6 trên một sản phẩm nhé bạn. Đấy,
Tiếp tục đây là con Oppo A3s màu xanh đen, bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ máy 16GB, màn hình tai thỏ 6:2 và có pin hơn 4000, rất là trâu, giá bán 2,2 triệu các bạn nhé. Máy rất đẹp, đẹp leng keng xà beng đấy, các bạn thấy Việt Nam quay rất kỹ, người thật việc thật luôn. Và các bạn lưu ý là bạn nào ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop di động Nhật Nam nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua máy. Bạn nào ở xa thì đặt cọc 50.000 đối với những máy dưới 5 triệu, 100.000 đối với những máy trên 5 triệu, dưới 10 triệu và 200.000 đối với những máy trên 10 triệu nha các bạn. Ngay sau khi các bạn đặt cọc thì cho tên và địa chỉ cụ thể, bạn Nhật Nam sẽ gửi hàng cho bạn qua đường Viettel Post. Khi hàng đến các bạn được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán nốt số tiền còn lại. Tiền đặt cọc được trừ vào tiền máy các bạn nhé. Và các bạn lưu ý tiền phí là do bên mua trả, Nhật Nam sẽ không bao phí bất kỳ một sản phẩm nào. Và đây sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu đến các bạn, đây là hôm nay có duy nhất một con Mi Mix 2. Con này Mi Mix 2 với cấu hình cũng khá là khủng, RAM 6GB và bộ nhớ 64GB thì thôi rồi. Và chạy chip Snapdragon 835 8 nhân. Đấy. Và giá thì hạt rẻ, chỉ với 3,9 triệu một con máy Mi cấu hình khủng và máy đẹp gần như mới. Đấy, bạn nhìn chân sạc của nó này thì thấy rồi. Đấy. Hàng này không mua thì mua hàng nào. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ok, đẹp cực kỳ, 3,9 triệu Mi Mix 2. Đấy. Con này ở clip trước Nhật Nam đã bị nhầm lẫn với là Mi Mix này. Đấy thì cũng mong các bạn thông cảm, này hôm nay là đính chính. Đấy, Mi Mix 2 nhá. Giá 3,9 triệu, màu đen, có một máy duy nhất. Bao mới luôn á. Còn đẹp leng keng xà beng. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây là có một con Oppo K3 màu trắng. Đấy, Oppo K3 mặt trước các bạn thấy này, nó rỗ rỗ lên nhưng mà không phải, các bạn đừng lo lắng nhá, rỗ Nhật Nam không mua ở đấy, miếng dán thôi. Sau khi lột ra mới keng xà beng đấy. Đẹp long lanh không tì vết. Với giá bán 4,5 triệu. Bạn nào kết thì alo luôn và ngay cho Nhật Nam nhá. Tiếp theo đây là sản phẩm Z8. Z8 này thì còn một máy trần màu đen ở đây. RAM 3GB và bộ nhớ là 32GB. Thì giá bán hôm nay sẽ bán cho bạn với giá là 2,9 triệu đây. Đấy. Và con Z8 này thì có một máy full hộp ở đây. Đấy, các bạn cũng thấy là máy full hộp. Full hộp xem màu gì nhá. Full hộp phụ kiện tai nghe sạc đầy đủ đây. Và full hộp đây, hàng đẹp keng. Đấy, leng keng xà beng đây. Nguyên hộp 3,1 triệu các bạn nhé, màu gold. Đấy, một máy duy nhất full hộp màu gold. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là một cái sản phẩm A6+, nguyên hộp. Đấy. Hàng này từ hôm trong Tết có một anh đặt nhưng mà không biết vì lý do gì đấy, mà lý do gì nữa thì thôi, cũng không có thời gian để mang ra tham khảo làm gì. Đấy, chỉ biết là máy màu xanh đẹp, còn nguyên cả tem của hãng đầy đủ đây. A6+, hay còn gọi là A6 Plus nha, màu xanh, nguyên hộp, hôm nay sẽ bán ra cho các bạn với giá là 3 triệu. Đấy. Tươi xanh như nồi canh luôn, đấy. Ok. Rồi, xem còn sản phẩm gì nữa ở đây. Và tiếp theo đây là sản phẩm Oppo A5 2020 phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB. Bao gồm có hai máy, một máy màu trắng và một máy màu đen ở đây. Đều là máy mới ra cuối năm 2019 nên còn đẹp leng keng xà beng như máy mới. Đấy, các bạn nhìn chân sạc của nó thì các bạn phần nào cũng hiểu được. Rồi, ok. Cái sản phẩm này thì không cần phải bàn cãi gì nhiều, báo giá luôn cho bạn nhanh gọn lẹ. 3,8 triệu trên một sản phẩm. Có hai màu, màu đen và màu trắng. Và đây là máy màu trắng. Đấy. Bạn nhá, đấy chân sạc này. Chú trọng đến phần chân sạc tai nghe một tí cho bạn xem để tin tưởng hơn này. Đấy. Và các bạn cũng yên tâm là các bạn chỉ phải đặt cọc có 50.000 đối với những sản phẩm dưới 5 triệu. Khi hàng đến các bạn được kiểm hàng, được test máy, được gắn sim vào thử, được bật wifi lên coi YouTube nghe pha. Rồi mới trả tiền các bạn nhá. Đấy. Rồi, ok, sản phẩm tiếp theo ở đây là A50 màu xanh. A50 hôm nay có một tí biến động nhẹ, và có nghĩa là đấy, đẹp, vẫn đẹp leng keng như thế này và tươi xanh như nồi canh như thế này, nhưng giá thì lại 4,1 triệu thôi. Đấy, biến động. Cứ mỗi một lần xuống giá là Nhật Nam đau hết cả ruột. Đấy. Bán huề vốn không à. Bình thường lãi được 100 giờ hạ mất 100 rồi. Đấy, nhưng mà thôi không sao,
thì lại đem đến niềm vui cho khách hàng, đúng không? Khách hàng có niềm vui ủng hộ kênh Nhật Nam nhiều thì Nhật Nam sẽ bán được nhiều hàng, cũng ok thôi. Đấy, cảm ơn các bạn nhé. A50 RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, màn hình giọt nước, pin 4000, cực là trâu, màu ở đây còn màu xanh các bạn nhé, 4,1 triệu. Và tiếp theo là sản phẩm A50S, các bạn thấy ở xa xa kia còn rất là nhiều sản phẩm A50S và có đủ 3 màu, màu đen này, màu trắng và màu xanh. Và sản phẩm A50S này thì không cần phải nói nhiều rồi, máy mới keng này, các bạn thấy chân sạc này. Đấy, có mới không? Không mới tặng luôn, không bán. Và giá bán cập nhật mới nhất hôm nay là 4,8 triệu trên một sản phẩm Samsung A50S các bạn nha. Sản phẩm này thì rất nhiều bạn đã mua rồi và biết rồi. Cũng như bạn nào chưa biết thì thôi thì các bạn vào hỏi chị Gongo giúp Nhật Nam nhé. Đấy, chị Gongo có giọng đọc rất là dễ nghe, dễ thương, và đôi khi lâu lâu chị chỉ nhầm đường là vỡ mồm luôn. Đấy. Và đây là A50S có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu xanh các bạn nhé. Lưng sau ống ánh 7 sắc cầu vồng, đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Giá bán 4,8 triệu thôi. Rồi, xem còn sản phẩm gì nữa không đây. Và đây là còn vài cái sản phẩm nguyên hộp nữa đây. Đấy. Z4 nguyên hộp, còn một máy màu tím thôi. Đấy, các bạn thấy là cái clip trước khui ra 4 máy bán hết rồi, còn đúng một máy thì bạn nào chớp lốt đi cho nó đỡ lạc bầy. Đấy. Ok, 2,4 triệu nhá. Nguyên hộp máy đẹp gần như mới. Rất là nhiều sản phẩm nên là phải chôm ra mà lấy nữa đây này. Đấy, sản phẩm M10 nguyên hộp, hàng thanh lý công ty, hàng mới luôn, nhưng thanh lý trưng bày lâu ngày quá bán ế, thanh lý đấy như mới nguyên siêu. 2,2 triệu thôi các bạn nhé. Đấy, hộp phụ kiện đây, máy nguyên mới chưa ai sử dụng. 2,2 triệu Samsung M10. Đấy. Rồi, tiếp theo sản phẩm Samsung A10S, hàng nguyên mới thanh lý. Đấy, nguyên siêu chưa ai sử dụng. A30S giá 4,2 triệu, nguyên mới các bạn nhé. Đấy. Dĩ nhiên đây là hàng công ty hai sim rồi. Nhật Nam không bán hàng sách tay, các bạn lưu ý một điều như vậy. Đấy, rất là nhiều máy nên Nhật Nam cố gắng tranh thủ để nói nhanh cho các bạn. Tiếp tục đây là hàng A70, hàng này nguyên hộp, tuy nhiên có sử dụng rồi nhá, có gắn sim sử dụng rồi nhưng sử dụng rất ít thôi. Đấy. A70 nguyên hộp thì giá 6 triệu các bạn. 6 triệu trên một sản phẩm, còn rất nhiều ở đây. Đấy. Rồi A50 nguyên hộp màu trắng này, hàng nguyên mới này, chưa ai sử dụng, nguyên siêu này. Đấy. 4,5 triệu các bạn nhé, còn một máy. Bán nốt cho nó đỡ lạc bầy. Rồi, ok. Hôm nay đặc biệt có một cái sản phẩm đây, hôm qua thì mới đi học này, mới đi thỉnh cái đồ long đao về thì tiện thể cũng học thêm được một cái bí kíp bán hàng. Đấy, cứ bán lỗ là bán được hàng. Sản phẩm này thì ngày xưa nó tới 4 triệu bạc nhập về mới bán không được, chưng bây giờ bán xả 1,8 triệu. Oppo A71. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Màu gold, có một máy duy nhất nguyên hộp đây. Đấy, bí kíp bán hàng nhanh là bí kíp bán hàng lỗ. Đấy, các bạn thấy chưa, mới chưa, mới keng xà beng chưa. Đấy, thì còn chần chờ gì nữa mà không đặt đi. 1,8 triệu thôi. Đấy, RAM tới 3GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Xài là cứ phà phà luôn, bấm đâu là nhảy đấy. Đấy. Rồi, tiếp tục ở đây có một con nút 9 nguyên hộp. Tuy nhiên máy thì khoảng ngoại hình hơi chè nhẹ tí ở phía chỗ cái viền camera đây, các bạn cũng thấy này. Đấy. Còn ngoài ra zin đẹp hết nhá, có dán keo, dán kiếp đàng hoàng lịch sự, nguyên hộp. Đấy, vì lý do chè nhẹ tí thế bán rẻ cho các bạn với giá là 9,5 triệu, máy nguyên hộp phụ kiện đây này. Đấy, xem. Tai AKG, cóc cáp sạc đầy đủ các bạn nhá, cổng đổi USB. Đấy, các bạn thấy này, có 9,5 triệu thôi, xả lỗ đấy nha. Rồi thôi thì buổi sáng thế này cũng đã làm phiền các bạn hết hơn 10 phút để điểm tin rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng con đồ long đao để thịt hai cái thùng hàng này, cái tội ngựa bằng gỗ. Gỗ mà sợ à? Đấy, đừng tưởng thùng gỗ là sợ nhé. Chơi ngay, có ngay đấy. Đồ long đao huyền thoại, mượn của Kim Mao Si Vương Tạ Tốn. Đấy. Rồi, đây chúng ta sẽ thịt luôn cái thùng bằng gỗ này đi cho nó chừa cái tật, bỏ cái tật đóng bằng thùng bằng đấy. Đây, xoay cái camera sang đây để nhìn rõ cái thùng bằng gỗ đây các bạn nhé. Đấy.
Ok, con gà đen luôn. Đấy, rõ ràng bằng gỗ đây nhá. Đấy. Có khi mẹ lại cái kiểu thùng rỗng kêu to, gõ nghe cứ kêu to thế này. Rồi, sử dụng luôn con đồ long đao huyền thoại. Bất ngờ quá, không biết là có cái gì đây. Mà cả cái thùng gỗ này ra đi lên núi Võ Đang mượn con đồ long đao về, mà trong này nó lại chỉ có một cái máy, chắc mẹ vỡ mồm. Thì khác gì mẹ, lừa nhau nhé. Đấy, úi giời, sao nguy hiểm thế này, mẹ toàn rác. Chết men rồi. Đây, cái túi của ông nào quảng cáo đây, của shop nào đây. Rồi, úi giời ơi, đây, rác. Đấy, cái này nó cứ mang rác về nhà mình nó đổ đây này. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm là bởi vì nó phải chèn như thế. Đấy, không thôi thì nó sóc. À, đây, máy đây được. Úi giời ơi là giời, được ba cái máy. Thế thì tí nữa ông nào mua cái táp là tôi tặng luôn cái thùng gỗ này, rồi tôi tặng luôn cho cái con đồ long đao này vào đấy để về mà bổ nhá. Đấy. Đến là khổ. Lên tận núi Võ Đang về để bổ được ba cái máy đây các bạn ơi, thấy chưa, vất vả lắm. Đấy, nhưng mà được con Oppo A7 tươi xanh như nồi canh đây. Đấy. Oppo A7 này hôm nay có giá là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB là 2,9 triệu các bạn nhá. Đấy, để luôn vào đây. Con Huawei i9, con này i9 chứ không có Brim nha. Lưng sau thấy hình như có vẻ hơi chày chày là cà rồi đây này. Đấy. Con này tàu nhanh luôn 3,2 triệu các bạn nhé, con Huawei i9. Đấy. Đấy, ok. Máy rất máy cũng còn tương đối là đẹp, nó hơi cà cà tí lưng. Và tiếp theo đây là con táp này, hôm bữa ai mua trượt thì hôm nay tiếp tục mua này. Con T515 giá 4,5 triệu. Nguyên hộp thì các bạn cũng thấy là con hôm trước cũng màu gold, mà con hôm nay cũng màu gold, mà con hôm nay không có cái dây sạc, thế là mình lại lỗ một cái dây sạc. Đấy, rõ ràng chưa, hôm trước là có đầy đủ dây sạc nhá, hôm nay không có, thế là Nhật Nam lại phải bỏ vào đấy tặng thêm cho các bạn cái dây sạc. Đấy, cũng máy là màu vàng đồng đẹp long lanh, máy như mới. Đấy, các bạn thấy chân sạc là biết rồi, à, đọc vị luôn rồi. Đấy, đấy, chân sạc nhìn như mới này, các bạn thấy chưa, 4,5 triệu. Máy này đang bán mới 8 triệu tại Thế Giới Di Động các bạn nhé. Đấy, và mặt trước các bạn thấy là miếng dán này do người ta lột ra giờ nó bọng này. Thôi mình vứt đi luôn đi cho nó lịch sự nhá. Đấy, đẹp. Ok. Rồi, 4,5 triệu. Thì hồi nãy cập nhật có thiếu một cái con Renault 2F này đây, màu xanh này. Máy đẹp như mới này, giá 5,6 triệu các bạn nhé. Renault 2F, Oppo Renault 2F nha, đẹp lắm các bạn ơi, cực kỳ luôn. Đấy, tươi xanh như nồi canh luôn. Mặt trước có miếng dán đàng hoàng. Đấy, chỉ có dấu tay, chưa chảy xước. Đấy, bạn nào mua con táp này tặng luôn cái hộp gỗ này, với cộng thêm cái con đồ long đao vào đây để về để bổ cho thích nhá. Đấy, rõ ràng này, của Kim Mao Sĩ Vương tạ Tốn này. Đấy. Còn mình là chuyên gia selfie Tạ Tuấn. Đấy. Các bạn xem clip mà yêu mến Nhật Nam thì đăng ký kênh ủng hộ nhé. Tin tưởng rồi thì mua hàng, chưa tin tưởng thì theo dõi tiếp mà. Và bạn nào ở gần đến trực tiếp để mua luôn nhá. Đấy, thì khỏi lo, đến xem mắt thấy tai nghe luôn. Đấy, sắc lắm các bạn ạ, sắc dày dày. Đấy, các bạn thấy các đối tác của chúng ta ngày càng sừng sỏ hơn, ngày càng hầm hố, gói hàng càng kinh khủng hơn. Này, dao lam huyền thoại vào đây thì chỉ gãy. Đấy, các bạn thấy đây, lại một cái bọc của Thế Giới Di Động, nhìn là muốn đọc cái dòng chữ này. Một đổi một trong vòng 1 tháng. Là máy mới đó nha. Đó, đây máy cũ chơi xâm mình chưa, 1 đổi 1 3 tháng, M20 nguyên hộp, S10 cộng nguyên hộp, màu đen.
mới keng xà beng. Đây bộ sạc zin, tai nghe AKG, cổng đổi USB. Đấy S10 cộng, dạo này đang cháy hàng các bạn nhé. Con S10 cộng này đang cháy hàng nên hôm nay nguyên hộp này bán giá 12.800.000 các bạn nhé. Màu đen, màu đen nhiều khi các anh thích thôi chứ các chị không khoái lắm. Đấy. Rồi, không biết là còn cái gì nữa đây, hàng ngổn ngang các bạn thấy đấy. M20 màu xanh. M20 này hôm nay bán giá 2.900.000 nhá. 2.900.000 đi. Vivo màu đẹp thế. Đẹp dạng ngời nhưng mà rất là chói lóa. Đấy. Vivo Y91 à? Đúng rồi, con này Y91C giá 1.900.000 các bạn ơi, máy mới keng luôn. Đấy. Đúng rồi, Y91C để xem nó phải chắc ăn không. RAM 2GB. Đúng rồi, chính nó là Y91C rồi các bạn nhé. Giá 1.900.000 thôi, rất là hạt rẻ. Rồi xem còn cái gì nữa không. Oppo A1K. Oppo A1K giá 2.100.000 các bạn nhé. Con này vẫn thấy còn cái tem của hãng ở đây, leng keng màu xanh đen đây. Đấy, đẹp leng keng xà beng 2.100.000 thôi, rất là rẻ. iPhone 7 Plus. Hàng zin 99%, con này 98 nhưng không được 99 rồi, con này phải để xem xét lại hoặc bán rẻ hoặc trả lại không bán. Vì thấy đây các bạn thấy này, hơi chày xước nhẹ tí nhá, nhưng mà là zin. Đấy, vỏ zin hơi chảy xước nhẹ xung quanh một tí xíu này, đấy, chảy xước như đây này, đấy. Màu trắng. Đấy, con này để xem xét lại nhá, để tí xíu Nhật Nam xem xét lại. Thì đấy, hôm nay tất cả những cái mặt hàng ở shop còn như vậy. Bạn nào mà thích cái sản phẩm nào thì alo cho Nhật Nam qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 036 770 923 để đặt cọc đặt hàng nhé bạn. Rất là nhiều sản phẩm đang chờ đón các bạn ở đây. Và các bạn yêu mến thì ủng hộ Nhật Nam bằng cách là đăng ký kênh, nhấn chuông, bật thông báo để đừng bỏ lỡ clip nào của Nhật Nam nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.